Truyền thuyết người sói. Thành phố Thực Diệp thời tiết hôm nay nhiều mây, một số nơi có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 độ, độ ẩm không khí tương đối cao. Cựu vận động viên bắn cung Dương Tiểu Xuyên đã mất tích một cách kỳ lạ. Đây chính là vụ án mất tích bất thường thứ 5 trong tháng này. Ông Tuy, một công dân nhiệt tình, đã cung cấp thông tin về đường bộ, có sự cố giao thông ở cầu Tinh Diệp, xin các tài xế chuyển hướng đi được vòng. Tiểu Tuấn à, chú đã mua bánh kem cho cháu rồi, đặt ở trước cửa nhà cháu đó. Khi vào nhà chứ đừng có dẫm lên. Cảm ơn chú Tông. Hôm nay là sinh nhật cháu, cháu còn làm việc sao? Mà bao đi hẹn hò yêu đương với cô gái đó đi. Thanh niên mà, nên làm những việc mình thích. Dạ, cháu biết rồi chú Tông. Cháu đi giao hàng đã nhé. Cháu đang trên đường hả? Dạ, được rồi, cháu không nói chuyện với cháu nữa. À, lái xe chú ý an toàn, cẩn thận nha. Lãng Tuấn, sợi dây chuyền này là quà sinh nhật ba tặng cho con. Con nhất định phải giữ gìn nó cẩn thận. Người anh em, cậu tỉnh lại đi. Đội trưởng Lãnh tiếp nhận nhiệm vụ, đem mẫu vật mới về tổng bộ là phân tích toàn diện. Tổng giám đốc Tiêu, mẫu vật sau khi bị tiêm liều thuốc ức chế đã chạy xuống biển chạy thoát rồi.
một người qua đường lại có thể kết hợp hoàn hảo được với nó. Tập đoàn đã đầu tư số lượng lớn tài nguyên và thí nghiệm trên cơ thể người, làm nhiều năm như vậy không có kết quả thì chẳng phải sẽ biến thành trò cười sao? Mẹ ơi, con về rồi. Cục cưng à, nào cơm đã nấu xong rồi. Đừng có suốt ngày cầm điện thoại chơi nữa, mà ăn đi. Xem điện thoại đến hỏng mắt luôn rồi, còn không chơi điện thoại thì làm cái gì? Dấu chân của quái thú thường biết là xuất hiện ở ven biển. 12 năm trước, truyền thuyết về người sói đã thu hút sự chú ý của thành phố Tịnh Diệp. 12 năm sau, dấu chân thần bí này là xuất hiện một lần nữa ở con đường ven biển. Đây là sự ghé thăm của người ngoài hành tinh hay là sự trở lại của người sói? Hãy chú ý theo dõi bản tin tiếp theo. Trạm trưởng. Alo, người đâu rồi? Có còn muốn làm nữa không? Đã mấy giờ rồi, còn không đến đi làm. Lãng Tuấn, cậu được đó. Cậu không muốn làm nữa đúng không? Đến xe cũng không cần, dứt lại đó. Chi phí kéo xe 1.000 tệ sẽ trừ vào lương của cậu. Đỡ, đỡ sao? Xin lỗi trạm trưởng, tôi cái gì mà tôi? Tôi sẽ dán mắt vào cậu. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có giở trò với tôi. Nhanh tay nhanh chân lên, mau lên. Trời ạ.
Nhảy. Tôi ăn của cậu. Chia tay. Được rồi, đừng có giục nữa. Đến ngay đây. Cái này là của mình, không phải của các cậu. Các cậu lại bắt nạt người khác. Có muốn làm lại lần nữa không? Mau chạy thôi. Cậu cũng yếu quá đi. Mình phải tăng cường tập luyện. Hỷ Lạc, con không sao chứ? Mẹ ơi, con không sao. Được rồi, đi thôi. Đến rồi. Dạ. Tốt. Siêu diệt, cố lên. Cố lên. Kiều Na, nhất định phải thắng. Siêu diệt, cố lên. Đứng dậy đi. Siêu diệt, cố lên. Đến đây. Cô đã học tập anh của cô. Đánh không lại thì trốn đi. Cắm miệng. Sư Diệt, cố lên. Đánh cô ta. Hay lắm. Sư Diệt, cố lên Sư Diệt. Siêu diệt. Ai gây chuyện câu lạc bộ quyền anh của tôi đó? Đây là ai vậy? Ngô Năng, con trai ông chủ câu lạc bộ quyền anh. Người cũng như tên. Nào tên kia, chơi một gián. Anh đừng qua đó. Ngô Năng, anh làm sao vậy? Giải tán đi, tôi giúp cô thử bản lĩnh anh ta thế nào. Không sao đâu. Đi thôi, đi thôi. Đi. Lãng Tuấn. Văn nhân Lãng Tuấn.
Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Cũng thú vị đó. Trước khi Văn Nhân Phong chết, vợ ông ta đã qua đời vì bệnh tật. Văn Nhân Lãng Tuấn không có bất kỳ người thân nào ở đây. Lão già này thì không còn hy vọng gì nữa rồi. Văn Nhân Lãng Tuấn là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Lập tức truy bắt mục tiêu. Ba ơi, ba làm sao vậy? Loại thuốc gián này hiệu quả rất tốt. Nếu không giữ theo mức độ thê thảm khi anh bị đánh hôm qua thì hôm nay anh xong đời rồi. Cảm ơn nhé. Vậy anh về trước đây. Vội vã vậy làm gì? Nhà anh ở hơi xa một chút. À, ý anh là dưới lầu rất xa sao? Đây, anh có biết khu này của chúng ta có trộm không? Trộm sao? Đúng vậy. Túi rác mọi lần em để ở cửa cầu thang cứ lu không cánh mà bay. Cũng không biết là ai. Xem em thi đấu không sót trận nào. Anh nói xem, người này là ai vậy? Thật ra điều khiến em khó hiểu là hôm qua anh bị làm sao vậy? Đột nhiên cảm thấy bản thân có thể lên võ đài thử thách một chút sao? Làm gì vậy? Anh chỉ muốn nhìn miếng dán Ugo trên mặt em thôi. Học thuốc ở đâu? Hình như ở dược phẩm Tam Vũ Liên. Ba, đội trưởng, chúng tôi sắp đến nơi ở của mục tiêu rồi. Tiến hành kế hoạch người sói. Rõ. Sao vậy, khóc cái gì chứ? Không phải chỉ thua một trận đấu thôi sao? Anh hát một bài hát cho em nghe. Siêu Việt, sao vậy? Không sao. Anh ta là ai? Anh ấy là anh trai em. Anh ấy đột nhiên biến mất. Anh từng gặp anh ấy? Anh từng gặp anh ấy ư? Anh gặp lúc nào? Gặp lúc nào chứ?
Tam Vũ Liên bị bọn họ bắt đi rồi. Tam Vũ Liên, anh mau nói chuyện này rốt cuộc là sao? Có lẽ chính là bọn họ. Anh trai em đã bị bọn họ bắt đi. Em đừng quá xúc động. Bọn họ bắt anh trai em. Còn lục soát bên đó. Được. Họ nhảy qua cửa sổ chạy rồi. Đuổi theo. Đưa điện thoại cho em. Còn bên kia nữa. Điện thoại. Nhanh lên. Đuổi theo. Bọn họ đến đây làm gì? Có lẽ bọn họ đến bắt anh. Trên người anh có thứ bọn họ cần. Hơn nữa anh nghi ngờ chuyện này có liên quan tới ba anh. Vậy ba anh đâu? Ba anh qua đời rất lâu rồi. Xin lỗi anh nhé. Không sao. À đúng rồi, có lẽ chú Tông cũng biết chuyện này. Chú Tông là đồng nghiệp khi đó của ba anh khi còn sống, trước khi bọn họ cùng nhau nghiên cứu thuốc. Được, vậy anh đưa em đi tìm chú ấy. Không được, mục tiêu của bọn họ là anh. Để anh tự đi. Em đợi tin của anh. Thông báo khẩn cấp. Phòng thí nghiệm sinh hóa phát nổ. Mời các em học sinh nhanh chóng rời khỏi tòa nhà thí nghiệm. Thông báo khẩn cấp. Phòng thí nghiệm sinh hóa phát nổ. Chú Tông, mời các em học sinh nhanh chóng rời khỏi tòa nhà thí nghiệm. Chú Tông, mời các em học sinh nhanh chóng rời khỏi tòa nhà thí nghiệm. Thông báo khẩn cấp. Phòng thí nghiệm sinh hóa phát nổ. Mời các em học sinh nhanh chóng. Chú Tông, rời khỏi tòa nhà thí nghiệm. Thông báo khẩn cấp. Chú Tông. Thông báo khẩn cấp. Chú Tông à. Thông báo khẩn cấp. Phòng thí nghiệm sinh hóa phát nổ. Mời các em học sinh nhanh chóng rời khỏi tòa nhà thí nghiệm. Tiểu Tuấn, cố nhịn một chút nhé. Cố nhịn đi. Chú Tông, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Người già cả rồi, đầu óc không linh hoạt nữa. Những chuyện sai sót cũng thường xuyên xảy ra. Chú Tông, hay là chú để trường sắp xếp cho chú mấy trợ lý đi. Mấy cô cậu học sinh chân tay lóng ngóng, chú dùng không quen. Đúng rồi chú Tông. Chú có biết Tam Vũ Liên không? Đây là một công ty rất lớn, chưa từng tiếp xúc, vậy nên cũng không hiểu về nó lắm. Lãng Tuấn, sao cháu lại đột nhiên quan tâm tới chuyện này? Không có gì, cháu chỉ tò mò thôi. Vậy chú làm việc đi, cháu đi đây.
Ai vậy? Ai đó? Đừng tháo bịch đầu, đừng tháo bịch đầu. Đây là người lăn lộn cùng ngành, tôi hiểu quy tắc mà. Anh để tôi nhìn thấy mặt anh thì phải giết con tin đó. Anh à, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi không thuộc thông quán, làm gì vậy chứ? Anh à, anh nói câu gì đó đi. Anh à, sao lại là anh? Ngô Năng, sư diệt. Sao cô cũng ở đây? Nhanh 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 nhanh, cởi trói cho tôi đi. Nhanh lên. Giỏi lắm. Hai người cùng một ruột đúng không? Đừng phí lời. Chuyện này là sao? Tôi... Được rồi. Được rồi, tôi nói thật. Thực ra tôi là một hacker thần bí. Không phải chứ, hai người cười cái gì? Suốt ngày bị mấy người gọi là ngô năng, ngô năng, ngô năng. Thực sự rất đáng ghét, khiến tôi vô cùng mất mặt. Nếu tôi không làm chút gì đó lớn lớn, thì chẳng phải tôi sẽ thực sự trở nên vô tích sự rồi sao? Tôi thấy anh nên đổi tên thành vô dị mới đúng. Tại sao mấy người lại có cái nhìn phiến diện về cái tên của tôi như vậy? Thực ra tôi cũng có rất có thiên phú về lĩnh vực này đó. Lấy ví dụ là vụ lừa đảo trên mạng năm ngoái, tôi chỉ dùng thời gian 2 ngày đã tóm được hung thủ. Còn lại virus ở thành phố Tinh Diệp nữa, tôi chỉ dùng 1 tiếng đã sửa xong rồi. Còn có minh tinh nổi tiếng trong 2 ngày gần đây, anh chính là hacker nổi tiếng trên mạng Thái Triệu. Không sai, chính là tôi. Cảm ơn đã theo dõi. Thả tim. Nói đi, sao lại bám theo tôi? Không phải ai bám theo anh. Thực ra tôi vô cùng hứng thú với vụ việc Tam Vũ Liên kia. À đúng rồi, trước đó anh trai cô còn lên mạng tìm tôi đó. Anh tôi. Anh xem tôi đi theo anh cả ngày không ăn cơm rồi. Có phải hai người nên... Mau lên. Chậm thôi, chậm thôi. Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Xa lắm chuyện vậy. Thơm quá. Tam Vũ Liên, tổ chức bí mật bắt đầu từ ngành công nghiệp dầu khí hải dương tại thành phố Tinh Diệp. Tôi còn phát hiện tổ chức này đang tiến hành giao dịch trái phép vũ khí hóa học nguy hiểm với tổ chức quân sự ngoài nước. Mà người từng nhận đầu tư của tổ chức vẫn luôn cố gắng nghiên cứu về di truyền học đa giống loài chính là ba của anh và Tông Thâm. Nhưng sau khi ba anh mất thì những thông tin về chuyện này cũng biến mất trên mạng. Đúng rồi sư Diệt, vào trước ngày anh cô mất tích, anh ấy từng cầu cứu tôi trên mạng. Nói rằng luôn có người theo dõi anh ấy. Thực ra điều tra qua những vụ án mất tích gần đây thì không khó phát hiện ra một điểm chung. Chức năng cơ thể của những người này đều rất nổi trội. Tôi tìm tới người quản lý và bạn bè của họ, phát hiện rằng trong một tháng trước khi mất tích, họ đều chấp nhận hoặc từ chối một lời mời làm việc trong cái vẻ cực kỳ hấp dẫn. Đó là ra khơi, đi lên đảo, tham gia một cuộc thi biểu diễn với giá trên trời. Anh nói như vậy, tôi nhớ ra anh tôi từng nói với tôi là anh ấy chấp nhận lời mời thi đấu trên đảo. Nhưng đảo bên cạnh thành phố Tinh Diệp quá nhiều, cụ thể là ở hòn đảo nào vẫn cần thời gian sàng lọc và tra tìm. Người mất tích rất có thể bị tiến hành thí nghiệm bí mật trên cơ thể. Ví dụ như cái này. Trời ạ, anh, cánh tay của anh. Cái này là từ cơ thể của anh trai em chuyển sang. Tông Thâm là một trong những người chủ đạo chuyện năm đó, chắc chắn ông ta biết càng nhiều thông tin hơn. Chưa từng tiếp xúc, không hiểu rõ tình hình. Sao cháu đột nhiên quan tâm chuyện này? Sự việc trước đây không giúp được anh trai em, anh cảm thấy rất hổ thẹn. Lần này chúng ta có điểm đột phá, cho anh chút thời gian, cùng cứu anh trai của em ra.
Lần trước, tín hiệu theo dõi biến mất ở bờ biển. Chúng ta phải đi điều tra một chuyến. Vậy chúng ta giữ liên lạc mọi lúc đi. Chỗ tôi cũng cần thời gian chuẩn bị. Được. Thái Triệu, Lãng tướng, có một vấn đề nhỏ. Tín hiệu khu vực anh đang bị nhiễu sóng lớn. Tôi vẫn đang thử phân biệt rõ phương hướng nơi họ ra khơi, nhưng mà không sao, rất nhanh sẽ giải quyết được. Được, biết rồi. Vậy chúng ta giữ liên lạc mọi lúc. Yên tâm đi, có tin tức sẽ thông báo cho anh ngay. Ở đó nhé. Siêu Việt, Thái Triệu nói anh trai em hiện giờ nhất định rất khổ sở. Em yên tâm, anh nhất định sẽ cứu anh ấy. Vì để em yên tâm luyện tập đấm bốc. Chỉ cần là cuộc thi có giải thưởng, anh ấy đều sẽ tham gia. Anh ấy vì em mới chấp nhận lời mời của Tam Vũ Liên. Anh hiểu suy nghĩ của anh ấy. Sau khi ba mẹ mất, anh bắt đầu chỉ còn lại một mình. Một mình làm việc, sống một mình. Bên cạnh cũng không có bạn bè. Nhưng từ sau khi gặp được em, anh phát hiện cuộc sống đột nhiên có rất nhiều điều thú vị. Siêu Việt, thực ra chỉ cần em vui vẻ thì người quan tâm em cũng đều sẽ vui vẻ. Thái Triệu, Lãng Tuấn, mau chạy đi. Các người muốn làm gì? Văn nhân Lãng Tuấn, ba cậu từng là thành viên của tập đoàn, cũng có cống hiến lớn cho tập đoàn. Tam Vũ Liên, ông đừng tưởng tôi không biết các người làm trò gì. Trong tay tôi có bằng chứng về các người rồi. Không thể không nói, ba cậu là thiên tài về lĩnh vực sinh vật học. Nhưng tôi nghĩ cậu là một người thông minh. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nếu cậu không muốn cả đời ở dưới tầng hầm, thì tôi chân thành mời cậu gia nhập chúng tôi. Không thể nào. Gia anh trai tôi ra đây. Tất cả đều có khả năng. Các người đừng làm hại em ấy. Tôi đi với các người. Các người muốn làm gì? Đi thôi. Buông anh ấy ra. Tránh xa ra. Siêu Việt, ngoan ngoãn một chút đi.
Lãng Tuấn. Chú Tông, Tiểu Tuấn, sao cháu lại đến đây? Rốt cuộc Tam Vũ Liên đang làm trò gì? Tại sao cả chú và ba cháu đều làm việc thay ông ta? Chú đừng giấu cháu. Tiểu Tuấn, ba cháu là nhân tài hiếm có. Bọn ta lấy được gen phù hợp với con người từ sói quang và nghiên cứu chế tạo ra vật chất đặc biệt có thể cải thiện gen của con người, hy vọng có thể giảm bớt bệnh tật của con người. Bọn ta gọi nó là Parasite. Mà Tam Vũ Liên chính là nhà đầu tư của dự án nghiên cứu này. Vậy sau này thì sao? Sau này do sự ra đi đột ngột của ba cháu nên dự án nghiên cứu này cũng dừng lại ở đó. Suốt cuộc ba cháu chết thế nào vậy? Cháu đi theo chú. Mười ba năm trước, mẹ cháu mất vì bệnh nặng. Còn ba cháu, ngoài chuyện cả ngày chìm đắm trong men rượu thì là đến phòng tập gần nhà để đánh quyền anh. Dự án không thể tiếp tục nữa. Có lẽ sự ra đi của mẹ cháu khiến ba cháu không có động lực kiên trì tiếp. Nhưng Tam Vũ Liên không chịu bỏ cuộc, uy hiếp ông ấy tiếp tục dự án. Sau này phòng thí nghiệm xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, ba cháu không thể thoát được ra ngoài. Là ba cháu không thoát được ra ngoài hay là Tam Vũ Liên không chịu bỏ qua cho ông ấy? Tiểu Tuấn à, bây giờ cháu đã biết hết mọi chuyện rồi. Cháu nhất định phải đồng ý với chú Tông. Đừng truy xét chuyện của Tam Vũ Liên, cũng đừng đối đầu với Tam Vũ Liên. Nhưng giờ bọn họ vẫn đang hại người, anh cháu cũng là bị bọn họ bắt đi. Chúng ta phải đi cứu anh ấy. Thế lực của Tam Vũ Liên quá mạnh. Bây giờ chú không thể không trốn trong phòng thí nghiệm ở trường học. Tam Vũ Liên vẫn luôn cấu kết với quân sự vũ trang phi pháp ở ngoài nước. Chú không thể để cháu đi theo con đường của ba cháu được. Chuyện của ba cháu không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Chú Tông, giờ chú biết phòng thí nghiệm của Tam Vũ Liên ở đâu không? Tiểu Tuấn à, cháu nhất định không được kích động nhé. Cậu muốn làm gì? Chú Tông. Chú Tông. Chú Tông. Đồ ăn cây táo rào cây sung. Không có tôi, ông sớm đã bị thứ kia cắn nuốt rồi. Ông sống cũng lâu đó. Lãng Tuấn.
Lạc Tuấn, anh không sao chứ? Em chặn họ, anh chạy trước đi. Lạc Tuấn, mau chạy đi. Lạc Tuấn, Lạc Tuấn, mau lên xe. Lạc Tuấn, mau đi thôi, người bọn họ muốn là anh mà. Đi. Lạc Tuấn, trước khi bọn họ bắt được anh, sự việc sao không có chuyện gì đâu. Lên xe đi. Mặc vào cho tôi. Sư Việt vì cứu tôi mà bị bắt đi rồi. Chú Tông, chú ấy vì muốn bảo vệ tôi. Nhưng tôi lại hại chết chú ấy rồi. Chúng ta chỉ định không bỏ qua cho bọn họ, nhưng giờ không thể nóng vội được. Người mình thì ít mà địch lại đông, chúng ta cần có kế hoạch chu toàn. Nhưng bà tôi nói này, lần này hành động, nếu như mấy người các anh gọi tôi sớm, tôi nhất định sẽ đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Lạc Tuấn, thật là Lạc Tuấn, Lạc Tuấn, đi đâu rồi chứ? Anh đi trước đi. Tiểu Tuấn à, chú đã mua bánh kem cho cháu, đặt ở trước cửa nhà cháu đó. Khi vào nhà đừng có dẫm lên. Lạc Tuấn, chiếc dây chuyền này là quà sinh nhật ba tặng con. Con nhất định phải bảo quản nó thật tốt. Anh là muốn dọa chết tôi sao? Ban nãy đi đâu vậy? Thứ đồ cổ lỗ sĩ gì vậy? Cái này sao giống võ quán của nhà tôi trước đây? Là võ quán này sao? Để tôi xem kỹ lại. Không sai, đây chính là hình ảnh võ quán nhà tôi trước khi sửa lại 13 năm trước. Có lẽ là mười mấy năm trước rồi. Mẹ cháu bệnh nặng qua đời. Lúc đó tôi còn nhỏ, còn ba cháu xác chết của một xưởng điều chế thuốc bị cháy. Ngoài việc cả ngày đắm chìm trong men rượu, khiến cả quán nhà tôi bị cháy theo, thì cả đến phòng tập gần nhà để đánh Nguyễn Anh. Sau đó một trận hỏa hoạn lớn xảy ra ở phòng thí nghiệm. Sau đó ba tôi nhân cơ hội này đem sửa sang toàn bộ. Cái này, ba của cháu chính là hình ảnh trước khi được sửa sang, ông ấy không thể thoát ra được. Lúc đó nghe nói có một đường hầm dưới lòng đất nối liền với phòng thí nghiệm, vì để kiểm soát phòng cháy chữa cháy cho nên lúc này sửa sang lại đã bịt kín đường hầm. Ôi mẹ ơi, lẽ nào vụ hỏa hoạn lúc đó chính là ở phòng thí nghiệm của Tam Vũ Liên? Đây là chìa khóa hả?
Nơi này là ở đâu? Dẫn tôi đi. Ông anh à, dạy tay thôi. Thử đi. Nhất định không phải chiếc chìa khóa này. Nhất định là có chìa khóa. Để tôi tìm thử xem. Lãng Tuấn, lúc con nghe được đoạn ghi âm này, ba đã không còn trên cõi đời này. Ba đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Để cứu mẹ con, ba đã phát minh ra một loại thuốc mới. Hơn nữa đã dùng chính DNA của mình để làm thí nghiệm. Tuy rằng thí nghiệm đã thành công, nhưng tác dụng phụ của thuốc rất lớn. Ba đã cố gắng để cải tiến nó. Đáng tiếc mẹ con đã không đợi được tới ngày đó. Ba yêu gia đình này. Ba yêu con và mẹ con. Vì hai người, ba có thể hy sinh mọi thứ. Công ty phát hiện ra giá trị của thuốc, muốn biến loại thuốc dùng để cứu người này trở thành vũ khí giết người. Nếu bọn họ thành công, sẽ có vô số người mất đi sinh mạng. Bà vốn định đưa con rời khỏi nơi này để chúng ta có thể tiếp tục sống. Nhưng con biết đó, đời người không thể sống một đời tham sống sợ chết được. Ba đã quyết định phải ngăn bọn họ lại, ngăn tất cả những chuyện này lại, bù đắp lại sai lầm trước đây của ba. Lãng Tuấn, hãy tha thứ cho ba của con. Không thể ở bên con, chứng kiến con trưởng thành. Ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời mỗi con người, chúng ta đều cần dùng sự dũng cảm để chiến thắng một số chuyện, chiến thắng chính mình. Ba tin tưởng con nhất định có thể dũng cảm sống tiếp. Là vì ba, cũng là vì mẹ của con. Cẩn thận một chút chứ. Được rồi. Tổng giám đốc Tiêu, tất cả bạc dự phòng còn cần thêm 3 phút nữa. Tìm thấy rồi. Tổng giám đốc Tiêu,
Dựa theo vị trí cuối cùng trước khi siêu diệt mất tích để lại, tôi đã tìm được căn cứ bí mật của Tam Vũ Liên rồi. Nó là xưởng đóng tàu cũ bị bỏ hoang trên đảo. Ở đây có dòng điện lực lưu động rõ rệt, có lẽ là khu vực khống chế luồng điện. Dựa vào phương hướng mà luồng điện tập trung, nơi đây có lẽ là khu vực thí nghiệm. Thiết bị thăm dò hiển thị có lượng lớn lính canh đang canh gác. Đây, đừng kích động. Mau xuống đi. Tự xem đi này. Anh à, anh ở đâu vậy? Em là siêu việt đây anh ơi. Anh à, anh có nghe thấy em nói gì không? Anh à, anh à, em là siêu việt đây anh ơi. Anh ơi, anh vẫn khỏe chứ? Sao anh không nói gì vậy anh? Anh à, anh phải kiên trì lên. Lạc Tú nhất định đến cứu chúng ta. Anh à, ôi trời ơi, ở đây bẩn quá đi. Nếu sớm biết tôi đã không chọn đường này. Trời đất ơi, đây là nơi nào vậy chứ? Ông anh à, chân của anh cứ đạp vào mặt tôi vậy, làm bẩn hết quần áo của tôi rồi, thật hết nói. Anh nói xem, tập đoàn Tam Vũ Liên lớn như vậy, sao lại để được ống thông gió bẩn như vậy chứ? Nhỏ tiếng một chút đi. Cái bông bự của anh chắn hết tầm nhìn của tôi rồi. Bên ngoài hình như xảy ra chuyện rồi. Đi ra ngoài xem thử. Đi thôi. Đây. Ông anh làm gì vậy? Làm gì đó? Anh còn chê tiếng động không đủ lớn sao? Cái này là nhấc lên trên mà. Tôi biết rồi. Thế nào rồi, không sao chứ? Đợi một chút, chỗ tôi hơi bận. Ghê gớm thật. Anh giỏi quá đó. Phải rồi, Lãng Tuấn à, tôi không đi cùng với anh nữa.
Tôi phải tới kho dữ liệu. Tôi muốn tìm ra chứng cứ phạm tội của Tam Vũ Liên, đưa nó trước công chúng. Vậy chúng ta tách ra đi. Cẩn thận nhé. Lạc Tuấn à, Lạc Tuấn em ở đây, Lạc Tuấn. Sao vậy? Lạc Tuấn, đến bàn điều khiển trung tâm tìm chìa khóa. Bàn điều khiển trung tâm, được. Tiểu Tuấn, chú Tâm, chú không sao rồi. Nhờ con mắt của cháu, chú đã cải thiện được parasite, thậm chí có thể đề kháng lại thuốc ức chế. Nguyện vọng ngày xưa của ba cháu thành hiện thực rồi. Chúng ta cùng nhau tạo nên thế giới tươi đẹp, không có đau khổ, không có bệnh tật, không có chết chóc. Anh có biết Tam Vũ Liên sắp biến thành quả nghiên cứu của chúng ta thành vũ khí giết người không? Chúng ta nhất định phải ngăn cản họ. Nhưng giờ tôi không để ý được nhiều điều như vậy nữa. Nghe tôi nói đi, cho tôi chút thời gian, tôi chắc chắn sẽ thành công. Nhưng mà không phải ở đây, không phải vì Tam Vũ Liên. Tôi thực sự không còn thời gian nữa. Anh đưa tài liệu cho tôi, đưa cho tôi. Đưa cho tôi, Tiểu Tuấn à. Cháu nhất định phải nghe chú giải thích. Chuyện này không phải như những gì cháu nhìn thấy đâu. Tiểu Tuấn à, cháu nhất định phải nghe chú giải thích. Chuyện này không như những gì cháu nhìn thấy đâu. Tiểu Tuấn, mở cửa. Không phải như vậy đâu, cháu phải nghe chú giải thích. Nhất định phải nghe chú giải thích. Mở cửa. Lạc Tuấn à, nghe chú giải thích. Tiểu Tuấn à, cháu nhất định phải hứa với chú Tông, đừng truy xét chuyện của Tam Vũ Liên nữa. Càng không nên đối đầu với Tam Vũ Liên. Lãng Tuấn à, cháu nghe chú giải thích đi. Ai? Là ai? Đừng tin ông ta. Ông ta lừa anh đấy. Chính ông ta hại chết Danh Nhân Phong, giết chết tổng giám đốc Tiêu. Lãng Tuấn à, sao cháu đột nhiên lại quan tâm tới chuyện này? Trời quả quan ở phòng thí nghiệm. Mở cửa. Ba cháu, ông ấy không thoát ra được. Đừng truy xét chuyện của Tam Vũ Liên, càng không nên. Tam Vũ Liên thuộc về tôi rồi. Ngăn chặn bọn họ, ngăn chặn tất cả chuyện này. Đồ khốn, hôm nay là sinh nhật cháu, chú ý an toàn đó. Cháu nhất định phải hứa với chú Tông đừng truy xét chuyện của Tam Vũ Liên, phá hỏng chuyện tốt của ta sau. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Nơi này nhỏ quá, chúng ta ra ngoài đánh. Thank you.
siêu việt. Tôi có thẻ nè, cứu anh tôi trước đi. Tiểu Xuyên, nào Tiểu Xuyên, không sao chứ? Anh à, anh à, anh sao lại ra đông đủ này? Có chuyện gì ra ngoài rồi nói. Đi, mau đi thôi. Chúng ta đi thôi. Lãng Tuấn, là Lãng Tuấn. Anh à, em phải ở lại cứu Lãng Tuấn. Người sói, họ đều là người sói. Bọn họ rất nguy hiểm. Đúng vậy, em tin tưởng anh đấy. Sư Diệt à, đi thôi. Chúng ta đi cứu những người khác trước, sau đó đến giúp bọn họ. Siêu Việt, thân thuyền, Tiểu Xuyên, đau, sao rồi? Đều cứu ra hết rồi. Nếu như bắt đầu cái cửa đó không bị đóng lại, liệu kết quả sẽ có khác đi không? Siêu Việt, Lãng Tuấn ăn cơm thôi. Truyền thuyết người sói tới ngay đây. Những người sống sót sau vụ án mất tích đã lần lượt trở lại, trên người có những vết thương đáng ngờ và đi kèm triệu chứng mất trí nhớ. Hacker bí ẩn tiết lộ bí mật động trời ẩn giấu sau lưng Tam Vũ Liên. We'll be right back.
出神头，我被重重包围，如同笼中困兽。残酷的笑容在枪口旁清晰浮现。